Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em làm đùi gà rán chay nha. Quý cô bác thấy có hấp dẫn không? Có những xớ thịt bên trong nữa nè. Bên ngoài thì giòn rụm, bên trong thớ thịt dai dai, chấm cùng tương ớt hoặc là tương cà, ăn ngon vô cùng luôn á. Cách làm siêu dễ luôn, quý cô bác có thể làm để đãi tiệc chay cũng được nữa. Nếu quý cô bác thấy thích thì xin mời vào bếp cùng làm với em món đùi gà rán này nha. Nguyên liệu rất là đơn giản luôn ạ. Ở đây em có nấm kim châm, sả cây, bột chiên giòn và bột xù. Gia vị nêm thì chỉ có hạt nêm chay thôi ạ. Dầu ăn để chiên và một ít tương ớt để chấm. Bột chiên giòn và bột xù quý cô bác dùng loại nào cũng được nha. Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Nấm mua về rửa sạch, sau đó thì em sẽ cắt miếng như thế này. Cắt xong thì mang nấm đi trụng vào nước ấm. Nước nấu chỉ hơi nóng lên thôi chứ chưa sôi nha. Em trụng nấm khoảng 30 giây sau đó thì vớt ra ngay và để cho nấm nó ráo nước. Nấm trụng xong em để qua cái rổ cho nó ráo nước, rồi em cho vào cái tô, nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, trộn đều. 200g nấm thì em dùng 30g bột chiên giòn. Quý cô bác dùng loại bột chiên giòn nào cũng được hết. Trộn nấm và hạt nêm xong thì cho bột chiên giòn vào và trộn đều. Như thế này là được rồi nè. Và bây giờ bắt đầu quấn vào cọng sả thôi. Quý cô bác thích cái đùi gà to thì quấn nhiều nấm, còn thích cái đùi gà nhỏ thì quấn ít nấm thôi ạ. Sau khi đã quấn chặt rồi thì để qua bột xù lăn đều. Đã xong một cái đùi gà rồi nè. Như thế này là có thể mang đi chiên. Làm đùi gà chay như thế này, khi ăn kéo ra nó có mấy cái xớ thịt bên trong, nhìn rất hấp dẫn, mà ăn thì nó cũng dai dai rất ngon. Làm xong thì cho vào chảo dầu và chiên vàng lên nữa là xong. Chiên thì em sẽ chiên ở lửa vừa cho nó nhanh vàng và không hút dầu. Khi đùi gà vàng giòn như thế này là vớt ra được rồi ạ. Nhìn rất hấp dẫn phải không quý cô bác? Trình bày ra đĩa, ăn cùng tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise đều được nha. Món này á thì chỉ để ăn chơi thôi. Đùi gà rán xong, giòn rụm bên ngoài, bên trong thì dai dai. Khi ăn với tương ớt cay cay nữa, rất hấp dẫn. Làm cũng rất dễ phải không quý cô bác? Do có cọng sả cho nên mùi của nó rất thơm. Quý cô bác hãy làm thử nha. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau ạ. Chúc quý cô bác luôn nhiều niềm vui và sức khỏe và luôn có những bữa chay thật ngon miệng nha.